ca mà sọc đùm nhiều quá nha bạn. Hai gì đem ngay tiện ngày mai vớt một bát nha. Các bạn ở nhà xa xôi không mấy tiện, kiếm cái bố thắng cũ mình dán cái nhám vô mình nổ máy lên cho nó quay 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 nha các bạn. Làm chuyện ba lần thôi. Rồi gỡ cái bố này ra. Gỡ bỏ bố nha bạn. Rồi, các bạn gờ chỗ này nè. Lúc nào cũng có cái gờ á, nghĩa là nó mòn á, bố thắng nó ăn giết cái tâm bồ nó mòn, có cái gờ này. Các bạn đưa cái bố mới vô, bố ngon các bạn phải mời cặm nó. Thắng nó sẽ im hơn. Đưa cái bố mới vô. Rồi các bạn mài vuốt cái cạnh này nè, vuốt cái cạnh này sơ qua để cho nó gớt vô cái này nè, nó lẹ thì nó im hơn. Đó là cách mình chia sẻ nha các bạn. Đó. Vuốt cạnh là kiếm cái máy mài vuốt rất là lẹ nha các bạn. Vuốt như này. Những cái ca mà khách mà phải hồi hai kêu bố thắng đó, thì các bạn muốn cho nó được các bạn có thể sẽ rảnh nó giống như những cái cô chú lớn tuổi hồi xưa hay làm á các bạn này. Sẽ rảnh mình hướng dẫn cho bạn sẽ rất là đẹp và rất là đẹp sẽ theo chiều này nha các bạn đây nè. Được cho các bạn nha các bạn. Cái này giống như là không ai rảnh làm á. Rồi ok, vô mình test nha các bạn. Nghĩa là cái thời gian đầu các bạn vô có bụi bẩm á, nó rút xuống cái khe này được thì có thể là cái thời gian đầu á các bạn khỏi mở vệ sinh cũng được đó, nghĩa là nó sẽ rút vô đây thôi. Đó, mình chia sẻ vậy đó. Rồi cái đặc điểm á, bố thắng xịn á, mình nói đây gọi là bố thắng xịn, bố thắng đạt chuẩn thôi nha bạn. Bố thắng xịn mà các bạn, bố thắng xịn đạt chuẩn á, các bạn tăng gần đụng bánh xe luôn mà bánh xe bạn không bị dẻo nè. Các bạn tăng nè, tăng nè, đây đang dính luôn nè, nhưng mình tăng sát luôn nè, bạn xả ra quay không có bị dẻo bánh xe nè, thấy không các bạn, thấy mình tăng nè, các bạn thấy nè, đè muốn cứng ngắc luôn nè các bạn, đè không vô luôn nè. Nhưng mà cái bánh xe bạn, cái bố thắng chuẩn người ta dán chuẩn, nghĩa là nó không bị chỗ dày chỗ mỏng, nó dẻo dẻo bánh xe, đó là cái bố chuẩn. Thì bố chuẩn mình thấy Elite cũng được nè, và các hãng như là Extra cũng được nè, gọi là bố thắng chuẩn thì các bạn xài nào cũng được. Mình thì xài có Nissin quen rồi, mình xài đúng có Nissin nha các bạn. Đó, Nissin Nissin là có nhái nữa không, mình lấy loại giống như là công ty luôn. Đó vậy cho chắc các bạn. Những cái khó là như vậy.